quay trở lại để gửi đến các bạn những tin tức thú vị về giới nghệ sĩ Hàn Quốc trong một tuần vừa qua đây ạ. Và từ bây giờ trở đi, chúng mình hãy cùng thử tìm hiểu xem trong một tuần vừa qua những việc nào được quan tâm nhiều nhất nhé. Liên quan đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc BTS mà Kaynew đã gửi đến các bạn trong số trước, đài truyền hình Nhật Bản đã quyết định sẽ hủy phát sóng buổi biểu diễn của nhóm. Sự việc truyền hình Nhật Bản dừng phát sóng buổi biểu diễn của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận nước ngoài và trở thành một đề tài nóng hổi mang tính quốc tế. Lý do là bởi chiếc áo phông mà Jimin, nhóm BTS đã mặc gây nhiều tranh cãi như Kaynew đã đưa tin lần trước. Rất nhiều báo chí quốc tế đã cho rằng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có bối cảnh lịch sử, chính trị lâu đời. Thông qua bài báo vào ngày 9 vừa qua, Billboard đã phân tích tình hình qua đoạn tiêu đề. Hơn cả một chiếc áo, việc hủy buổi biểu diễn của BTS cho thấy mối quan hệ K-pop vượng gạo giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. CNN, BBC cũng đưa tin, buổi biểu diễn tại Nhật Bản của nhóm nhạc BTS bị hủy bỏ do những tranh cãi về chiếc áo phông in hình bom nguyên tử. Billboard cũng đã đề cập tới những vấn đề như Nhật Bản đã giới thiệu nhóm BTS Twice trong nỗ lực để cân bằng sự yêu thích dành cho những ca sĩ Hàn Quốc, mở rộng K-pop tại Nhật Bản và sự thù ghét Hàn Quốc nảy sinh tại Nhật Bản. Việc hủy buổi biểu diễn của BTS trên chương trình Music Station của TV Asahi lần này được quyết định vào một ngày trước đó và buổi diễn trong đêm nhạc chào năm mới, đại nhạc hội Hồng Bạch vào ngày 31 tháng 12 của đài NHK cũng đang bị cân nhắc. Ngược lại, dư luận quốc tế cho rằng sự việc lần này là cơ hội để tất cả người hâm mộ trẻ trên toàn thế giới nhận ra sự thật, Nhật Bản là tội phạm chiến tranh. Và đánh giá rằng những thế lực cực đoan Nhật Bản đang cảm thấy lo sợ trước sự ảnh hưởng ngày càng lan rộng của BTS là những thành phần tồi tệ nhất. Những tin tức thú vị về các địa điểm xuất hiện trên phim truyền hình Hàn Quốc nhận được rất nhiều sự quan tâm. 최근 촬영된 고한말 배경의 드라마가 인기리에 끝나면서 체험형 관광지 Tổng cục du lịch Hàn Quốc và các cơ quan địa phương đã công bố những điều tra về truyền hình, cùng với đó thực hiện cải tạo, biến địa điểm quay phim Quý Ngài Ánh Dương trở thành địa điểm du lịch quốc tế. Đầu tiên, kết quả điều tra đã cho rằng Indonesia và Anh là hai quốc gia có phản ứng tích cực nhất trong suốt quá trình phim được công chiếu. 우리 집 닭이랑 알고 지내던 나으리 아니요. Theo ngành du lịch và viễn thông vào ngày 9, Indonesia có lượng đề cập trên mạng xã hội nhiều nhất là 6.763 lần. Tiếp sau đó là Thái Lan, Philippines, Malaysia ở khu vực Đông Nam Á. Về địa danh, đứng vị trí đầu tiên là Sunshine Land ở Nunsan, sau đó là Màn Nhô Trong, Andong, Khố San Trong ở Andong. Theo như tài liệu thống kê, ngoài những địa điểm ở phim Hậu Duệ Mặt Trời, Hoàng Chu trong phim điện ảnh Tài Xế Taxi, Thông Nhang trong chương trình truyền hình Better Trip, Uljin trong chương trình thực tế Documentary 3 Day cũng được liệt vào danh sách những địa điểm nổi tiếng. Cùng với cuộc điều tra này, cũng diễn ra cuộc khảo sát về các địa danh mặt trời mọc thông qua các từ khóa trên mạng xã hội. Vị trí số 1 là Tròn Dung Jin, số 2 là Biển Haeundae, số 3 là Làng Homikot, số 4 là Gangjeolgot, thứ 5 là Gyeongbuk-dae. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị rằng lượng đề cập trên mạng và số lượng khách tham quan trên thực tế không giống nhau. Ca khúc solo mới mang tên Solo của ca sĩ Jennie, nhóm nhạc Blackpink đã vươn lên vị trí số 1. Ca sĩ Jennie, thành viên nhóm nhạc Blackpink đã debut solo với ca khúc mới có tên gọi Solo và vươn lên dẫn đầu với vị trí số 1. Là một ca khúc kết hợp giữa thể loại hip hop và nhiều yếu tố nhạc pop. Trong lời của bài hát cũng thể hiện thẳng thắn nhiều yếu tố solo đa dạng như từ hôm nay tôi sẽ đơn độc tỏa sáng. Jennie đã phát biểu cảm tưởng rằng cô cảm thấy gánh nặng khi vươn lên dẫn đầu, nhưng cô nghĩ rằng đó là sự tiếp nối của thể loại âm nhạc cô đã trình diễn cho đến bây giờ và đã chuẩn bị đầy đủ. Buổi concert đầu tiên của Blackpink vào ngày 10 đã kín 10.000 chỗ ngồi, cho thấy sự yêu thích dành cho nhóm.
Nhưng khác với các sân khấu lớn, những ca khúc được phát hành cho đến bây giờ của nhóm mới chỉ được có 10 ca khúc nên bị đánh giá là thiếu ca khúc để lấp đầy khoảng thời gian 2 tiếng 30 phút. Blackpink đã cho thấy một buổi công diễn cực kỳ hiếm có khi mà 3 ca khúc hit được hát những 2 lần. Và ca sĩ đàn anh Seungri đã giải quyết bằng cách hát những 4 ca khúc nên vì nhiều lý do, đây bị đánh giá là buổi công diễn gây nhiều tiếc nuối. Thế nhưng, Jennie nhóm Blackpink đã đánh dấu sự comeback của mình với giới âm nhạc trong tháng 11 này và cho biết, với tư cách là một thành viên của Blackpink, cô sẽ không để mất đi nhuệ khí của mình và sẽ chiến thắng một cách đường đường chính chính. Hôm nay, Kenny cũng đã gửi đến các bạn những tin tức rất đa dạng về giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Các bạn thấy thế nào ạ? Và nếu có những tin tức về giới nghệ sĩ mà mình quan tâm thì hãy comment ở phía bên dưới. Kenny sẽ lấy tin tức trực tiếp từ Hàn Quốc và đồng thời cũng sẽ gửi những món quà nho nhỏ dành cho các bạn đã để lại câu hỏi. Mong là các bạn sẽ tham gia thật nhiều và đừng quên ấn like và subscribe để theo dõi Kenny hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt, annyeong.